sao khóc hả? Mày ăn bé đen. Ủa bé oán thì sao khóc hả? Chị sao? Cái hồi đó nó đọc từng cái đi mượn cái mật gấu á. Mày cho nó uống một dừa, mày xong một cái ống để tiêu lợn mấy trăm gì á. Cô cho mình lấy quả ống cho dạ, con cũng biết ơn chú nhiều đã cử cái thuốc cho con đó con. Dạ. Bảy mấy tuổi rồi, tôi chỉ phước đủ ngoài thầy để làm cho cháu nó hết thì tốt. Dạ, để con cũng cố gắng tìm cái con đó để làm. Dạ. Không, chị không cho hả? Sợ bé Vy bị giật hả chị? Rồi bé ăn sao khóc hả? Tự ngàn cũng không cho nữa ha. Rồi lấy này làm gì hả? Có diều nữa hả? Diều đây đâu có hả? Diều đây đâu có hả? Chứ gì? Cái mùng hả? Cái nhà bóng. Ai mua hả? Ai mua hả? Nhiêu tiền? Vậy 20.000 hả? Trời ơi. Trời ơi. Vui không? Vui. Bữa nay quá vui luôn ha. Được tắm nhà tiên nữa. Được tắm. Chú Hồ tặng cho con cái nhà tiên con quá vui. Quá vui luôn ha. Vui sao mà tự giờ khóc hả? Cảm ơn bà con chú. Rồi múa luôn, múa luôn, múa luôn, hát luôn, vô vô hát. Dạ để con cũng bây giờ cháu anh cháu kiếm được con đó. Chứ hồi đó nó đọc từng cái đi mượn cái mật gấu á. Mày cho nó uống một dừa, mày xong một cái ống để tiêu lợn mấy trăm gì á. Cô cho mình lấy quả ống cho. Dạ con cũng biết ơn chú nhiều đã cử cái thuốc cho con đó con. Dạ. Bảy mấy tuổi rồi, tôi chỉ phước đủ ngoài thầy để làm cho cháu nó hết thì tốt. Dạ để con cũng cố gắng tìm cái con đó để làm. Dạ. Cái con mùa hung đen đồ lùi con có được là sao á? Nó bắt chịu cho tốt thành hàng tháng nó dài cho nó uống. Dạ dạ. Để con điện lên ông ngoại nó, ông ngoại vé trên chú vô ngoại có nội nhiều cháu bò tránh. Dạ dạ. Rồi rồi, cảm ơn nhau. Dạ con cảm ơn chú. Rồi rồi. Vui vui sao? Bữa nay có nhà cầu sâu quá trời vui luôn. Từ đó nhà đến nhà cho vui quá trời vui luôn. Được quá chú ơi, cho tiền nữa sao vui quá. Gắn, ăn ơi. Bây giờ thì nhà nó có hết rồi, đầy đủ hết rồi ha. Rồi có ước cái gì nữa không? Dạ. Đủ ha. Nhiều là đủ xài ha. Dạ. Con đi kia tiếp đi. Rồi vô luôn ha. Sao con kia dưới chứ không biết. Đây nè, ở đây nè, vô chỗ chi. Ừ. Nhảy hồ đập vô cái rồi đó sao? Nói rồi thấy không? Khô đầu khô ướt nhẹp mà nè. Còn ướt vô hát luôn, hát luôn quá mọi người ha. Cho chú hỏi nè, sớm á là mẹ con đi bán vé số á là ở nhà con ướt được cái máy lạnh, bây giờ có thực hiện cái máy lạnh không? Có
Có luôn hả? Rồi hỏi mẹ rồi sao? Ý mẹ sao? Chịu không mẹ? Chịu mẹ. Chắc chịu không nổi rồi, số tiền đó để dành trả nợ. Thôi lấy rồi mới lạnh luôn cho mát. Ừ. Rồi sao hỏi mẹ sao im cô ạ? Mẹ ăn vô rồi. Không được. Giờ ham máy lạnh lắm không? Mà con biết máy lạnh mua nhiêu tiền không? Không biết hả? Dạ. Tại sao mà để ham máy lạnh? Mát. Hoặc gió cũng mát vậy? Mát lạnh. Không mát hơn máy lạnh hả? Giờ ham máy lạnh á. Rồi hỏi bạn ơi, ví dụ mà có gắn máy lạnh rồi mẹ có đóng tiền điện nổi không? Vẫn không trả lời luôn mấy án ơi. Vậy là chắc không đồng ý rồi. Vậy hỏi ba đi ha, hỏi ba cho chắc ăn. Mẹ không có giải quyết được. Ba, gì đâu? Có lạnh không? Sao? Tiền làm gì? Chút bây giờ cho bạn đi lắm không lạnh thì sao gắn nó lạnh được. Gắn là đóng tiền về điện là nghèo luôn, mệt luôn, xỉu luôn. Đi mà ơi. Giờ gắn nữa mà con học buổi sáng buổi chiều đi bán cái số với mẹ chịu không? Chịu không? Hay đi chiều chiều với ba. Chịu không? Dứt luôn. Dứt luôn hả? Chịu không? Ờ, chịu luôn ha. Chèo được không? Con bưng giờ. Ừ. Mình leo giờ không được, mình bưng giờ ha. Rồi tại rồi bán. Ba có chịu gắn máy lạnh không? Không hả? Rồi ba nói sao? Hả? Gì? Không được. Ba nói sao không được? Nực. Ba nói nực ha. Con nực ha, sao con nực? Không có máy lạnh. Đây là khiên mấy cái tủ này kia về nhà nha quý vị hả? Xong rồi đây hình vẽ hình ảnh của ba cái bán khiêng tủ về nhà ha. Quá khiêng rồi. Ủa, quá khiêng rồi. Khiêng về nha. Quá khiêng vô. Rồi đây đây, đây ha. Tính đẩy cái tủ này đây luôn anh dạ. Hay là để đỡ thôi. Mời sắp xếp lại ha. Rồi gỡ đồ bên bển nhiều không? Nhiều. Nhiều lắm hả? Quần áo rồi nồi. Ừ. Tùm lum vật dụng. Khiêng từ đây tới chiều hết không? Rồi mà. Rồi ha. Phụ ha. Đây mấy người anh em của anh Gia đem đồ về, chén bát này kia đem về ha. Này cũng xong rồi. Còn này đây là khiên cái bình ga ha. Đó. Có anh em người phụ tay chân người nhanh chứ không mình anh Gia cũng biết chừng nào. Đó, rồi đem móc này kia ha. Cái móc này kia đó quý vị khán giả. Diễn giả thấy không? Thuốc nam mà một bọc gì nữa. À, khiên cái bao gì đây? Nguyên một bao luôn. Bao này bao gì mà nặng với anh? Bao quần áo. Bao quần áo không? Quần áo dắt bằng cái bao chà bá luôn cả. Còn không bán nữa kìa. Không quên lấy con gấu của mình ha. Không quên lấy con gấu ha. Cái này con gấu hay gì bán? Cái niệm không? Cái niệm gấu hả? À, cũng tiếp luôn nè. Ủa, bếp ga đem về luôn nha. Ở đây là những con gấu mưa hổm em tặng không quý vị khán giả. Cũng đem về luôn ha. Rồi đó còn một bao quần áo nữa. Quá nhiều bao luôn rồi. Này mấy con? Nhiều quá không biết. Không biết luôn hả? Rồi nhanh kìa, đi nhanh lên cho chú kìa. Chú đi kìa. À, nguyên một bao chà bá luôn. Hai bao nha. Còn thêm một cái bao thuốc nữa nè.
Thầu ô tự. Nhà không có dư cái gì nhiều mà dư thuốc nam rất nhiều quý vị khán giả. Đây luôn là cái bàn học nè. Cái bàn học mà bàn học này bé Ấn ngồi không có được quý vị khán giả tại nó cao quá. Đây nè, còn thêm cái hộp nữa nè, đường bột ngọt kia nè. Vô con, sao con hồi ngay cái mặt tiền vậy? Mẹ đi lấy số à, kìa nên nới vô ngồi qua đây nè, không có nới vô đi cho mấy chú khiêng đi đường đó đó. Rồi có làm thơ gì không? Hôm nay mình có nhà mới rồi có làm thơ gì không? Dạ. Gì vậy? Rồi có làm thơ gì không? Có biết là làm thơ gì không? Không biết hả? Sao bữa đó thấy làm thơ hay lắm mà. Thơ là sao? Thơ mà đọc cái gì công cha nghĩa mẹ gì đó. Có cha có mẹ thì hơn, công cha công mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn xây còn nói, không cha không mẹ con phải mồ côi. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong lòng trẻ. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rồi ai dạy con hả? Hả? Ai dạy con? Con tự biết đọc. À, rồi con nói vô cho mấy chú khiêng cái tủ lạnh qua hôm đó sao chắc đó, tủ chà bá luôn nè. Đó, này là nầu lẩu gì nữa nè, quá thế vậy, một đống người dọn vậy mà tới giấc này mà chưa xong nữa quý vị khán giả. Nè, khiêng về vô cái nhà mới nè, nhà lót gạch bông mới nha quý vị khán giả. Này để ra ngoài vô chỗ cũ. Rồi cái tủ để gì được không quá? Dạ được. Được ha. Đây nước mắm nước tương gì nữa nè. Dạ thì cái clip này đến đây thôi quý vị khán giả. Rồi nè bé, nói cho ông bà cô chú biết coi. Rồi con có nói gì với ông bà cô chú không? Dạ có. Rồi quay ra đây nói đàng hoàng. Rồi nói đi. Dạ con cảm ơn ông bà cô chú giúp con thời gian qua. Bây giờ con rất vui cái nhà vệ sinh. Con được ở cạnh nhà. Cảm ơn ông bà cô chú phát tài phát lộc làm ăn được yên ổn. À, nữa chú chào con ha. Dạ. Cũng không quên cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú, anh chị các bạn gần xa trong nước cũng như ngoài nước trong thời gian qua đã ủng hộ gia đình bé Bảo Ấn. Bé Bảo Ấn là con của anh Phe và chị Tiên. Rồi mấy cái chuyện kia thì mình không nhắc tới đâu, tại nhắc tới nhiều sợ bé buồn quý vị khán giả. Thì quý vị khán giả coi từ đầu thì quý vị khán giả sẽ hiểu. Thì clip mình tới đây thôi, cũng chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, làm ăn phát tài. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.